Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào ạ. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Nghĩa ở Mỹ, trao tặng những cái phần quà rất là thiết thực đến cho bà con ở ấp Hạnh Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay anh Nghĩa ở Mỹ trao tặng đến bà con 50 phần quà rất là thiết yếu trong mùa dịch luôn các bạn ơi. Thì mấy hôm nay là ở ấp Hạnh Hưng bà con bị cách ly, mấy chị em không có lên được. Hôm nay thấy những cái chiếc xe chở gạo nè, rồi thịt với lại hộp dịch thì ai cũng mừng, ai cũng mong làm nhanh đến để mà được nhận hết á. Dạ, thì ngày hôm nay anh Nghĩa có tặng cho bà con một cái bao gạo như thế này là 10kg, trị giá là 150.000 đồng. Ngoài ra thì còn có trứng vịt, ở đây có 20 trứng là 44.000, cộng thêm đó là 1kg thịt heo nữa. Đây, 1kg thịt heo là 125.000 gửi đến cho bà con. Hôm nay là bà con có một bữa cơm thật sự rất là ngon luôn, trị giá là 319.000 đồng. Dạ, nhóm một nữ miền Tây xin chân thành cảm ơn anh Nghĩa ở Mỹ rất là nhiều nha. Bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, tụi em xin phép anh, xin phép các bạn được phát quà nha. Dạ rồi, con xin mời hộ gia đình đầu tiên ạ. Mời bà Năm. Bà Năm bán cá hả? Hôm nay có thịt, bà Năm vui không? Dạ, vui, cảm ơn ạ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa tặng cho bà Năm một cái phần quà trị giá là 319.000, bao gồm có gạo, trứng và thịt nha. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn rồi. Con. Dạ rồi, bà Bê vô đi giùm con đi ạ. Bà Bê được không bà? Rồi, anh tặng Bê giùm em nha. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, xin mời gia đình ạ. Dạ rồi, thay mặt cho anh Nghĩa gửi tặng chị một phần quà, chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ, không có gì đâu ạ, xin mời nhận ạ. Được không cô? Dạ rồi. Dạ xin mời ạ. Xin mời chị ạ. Dạ, anh Nghĩa ở Mỹ gửi cho chị phần quà trị giá 319.000 nha. Chúc chị nhiều sức khỏe trong mùa dịch nha. Cảm ơn. Dạ không có gì, xin mời chị nhận ạ. Chị có bưng được không? Rồi kẹp nắp một bên gạo á. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Còn nữa hả chị? Dạ rồi xin mời ạ. Dạ, hôm nay em thay mặt cho anh Nghĩa gửi tặng chị một phần quà trị giá là 319.000 trong mùa dịch nha. Dạ, không có gì đâu chị, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, xin chào ạ. Dạ, chào cô. Nhà cô được mấy người? Ba. Ba người hả? Mùa này chắc khó khăn lắm cô ha. Có thèm thịt heo với lại hộp vịt không? Hôm nay con gửi tặng cho cô nè. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa gửi tặng cho cô phần quà nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ không có gì, cô nhận đi cô. Cô cầm được không cô? Rồi anh tặng phụ nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con chào ông. Nay con có nhiều quà gửi cho ông nè, ông vui không? Con có gạo nè, có trứng với lại thịt nha, của anh Nghĩa tặng cho ông, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Ông chỉ cần nói cảm ơn là được rồi. Dạ rồi, bây giờ ông bưng này đi, con bưng này cho ông nha. Rồi chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi chào anh ạ, à, đợi chút xíu. Dạ em thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi cho anh phần quà bao gồm có gạo, thịt với lại trứng, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ không có gì, xin mời anh nhận ạ. Cầm được không anh? Dạ rồi, xin chào. Dạ rồi. Xin mời em ra đây với chị nha. Này xin mời. Chị thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ hôm nay có một phần quà dành cho gia đình em, có gạo, thịt với lại trứng, chúc nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn chị. Giỏi rồi, xin mời em nhận quà nha. Em bưng cái này vô đi. Rồi đem vô đi, chị đem đi cho. Rồi đi vô nhà nhanh chóng nha. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha.
Dạ, chào bà nha. Con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi cho bà phần quà có gạo, thịt với trứng, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô mấy cô. Dạ, không có gì đâu ạ. À. Dạ, dạ, bà vẫn được không bà? Được, được. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Không có gì đâu bà ơi. Bà vui là được rồi. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chào bà. Đeo khẩu trang vô nha. Dạ, đeo khẩu trang vô giùm con ạ. Đây được rồi. Dạ rồi, xin mời ạ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cô phần quà, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, không có gì đâu ạ. Nhận quà hả cô? Có phiếu không? Dạ rồi. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi cô phần quà có gạo, thịt với lại trứng, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, không có gì đâu à. Ở đâu nữa anh? Đây, đây, đây. Ông ơi, ông ơi. Đứng rồi, đứng về nhà đi Năm. Chị ba giá gạo. Bên đây hả? Ừ. Dạ rồi, con chào ông nha. Yeah. Này, hôm nay con thay mặt cho anh Nghĩa gửi tặng cho gia đình mình phần quà, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thôi chúc nhiều sức khỏe. Dạ, không có gì. Dạ rồi. Ông vô đi con bưng cho. Ông vô đi, ông vô đi con bưng cho. Con để đây nha. Có phiếu ha, rồi để em chút xíu. Ngân, chị bà, chị em cầm giùm em cái. À, thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng chú nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, không có gì đâu ạ. À. Có vẫn được không? À. Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe. Rồi, dì đi đây. Người lớn mới được nha. Có phiếu mới được. Có phiếu mới được. Chào bà nha bà. Dạ, con thay mặt cho bà đây tặng đồ. Dạ, cái này là anh Nghĩa ở Mỹ tặng cho bà đó. À, bà nhớ bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch nha. Rồi bà bưng vô nhà đi, nhà bà ở đâu bà? Đây nè. Bà bưng này đi bà. Này bà bưng nổi không bà? Con để này cho bà nha. Rồi con đi đây. Chào chị. Dạ, em thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi tặng chị nha, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì, chị bưng này đi, chị có bầu hả? Dạ. Chị bưng này đi, em bưng này cho. Rồi chị vô nhà đi rồi em đi theo. Thôi em để đây nha. Cô hả cô? Kéo khẩu trang lên giùm con đi ạ. Dạ. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa ở Mỹ tặng cho cô phần quà nha, có gạo, trứng với lại thịt, chúc nhiều sức khỏe nha. Không có gì đâu cô ơi. Cô nhận đi cô. Nhà cô ở đâu cô? Cô bưng nổi không? Nhà cô túc ở từ ngoài kia luôn hả? Dạ, ngoài gần bị cắn. Rồi, đi cẩn thận nha cô. Rồi, rồi. Ông ơi, con thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ tặng cho ông phần quà nha, 319.000, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, không có gì. Ông bưng nổi không? Dạ, ông cứ nhận đi, ông cứ nhận đi ạ. Rồi, cẩn thận nha. Ông có chừng gớt đó nha, cầm chắc nha ông. Rồi, con mời cô ra đây giùm con đi ạ. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, không có gì đâu ạ. Quá. Dạ không sao rồi. Để chút xíu nha chú. Trời dữ trời. Dạ con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho chú phần quà có gạo, thịt với lại trứng, chúc nhiều sức khỏe nha. Trời. Dạ có nói gì với con không ạ? Rồi, cảm ơn nha. Dạ kéo khẩu trang qua mũi đi ạ. Rồi cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Cho nhiều gì hả? Dạ đúng rồi. Mùa dịch này ai cũng cần hết à. Hai thằng với đây thằng thứ ba là đây. Dạ đúng rồi. Em đợi chị chút nha.
Thôi, chị thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho em phần quà có gạo, trứng với lại thịt. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi, em bưng được không? Kẹp nách một bên á. Rồi. Rồi, xin mời gia đình ra. Đợi em chút xíu nha chị, đợi em chút xíu. Dạ rồi, à, em thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng gia đình chị phần quà nha, chúc nhiều sức khỏe nha chị. Dạ, không có gì. Ồ, cẩn thận nha chị. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, không mời chú nha. Đây là quà của chú nha chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, xin cảm ơn dạ. Phụ nữ miền Tây nha. Dạ, không có gì đâu chú ơi. Chào chú. Người lớn đi ạ, à, đeo khẩu trang vô giùm con với nha. Ok. Rồi, đợi con tí xíu nha cô. Quà nằm bên kia hết. Dạ, thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng phần quà, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ không có gì đâu. Rồi, này là ăn được mấy bữa đó. Dạ, xin chào. Ủa, rồi đợi chút xíu. Dạ rồi rồi rồi, to có liền. Đợi tí xíu, đợi tí xíu. Lấy phiếu. Rồi em đợi tí xíu nha. Rồi, đây là quà nha, có gạo, trứng với lại thịt, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Rồi, không có gì đâu. Rồi. Chào. Bà ơi, bà... em qua trước hay bà cũng được, từng người thôi ạ. Con thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi cho bà phần quà có gạo, thịt với lại trứng nha. Bà cảm ơn cháu, chúc cháu vui vẻ năm nào. Thôi, con cảm ơn bà luôn. Con cũng chúc bà nhiều sức khỏe luôn. Bà cầm hái này đi bà. Cầm hái này đi. Anh Tặng ơi. Nè nè, bưng nè ăn. Cầm gạo giùm bà đi. Bà bưng được. Rồi, sáng nay bưng. Rồi xin mời người tiếp theo. Dạ, phiếu đi ạ. Em cảm ơn. Giỏi, chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi, xin chào. À, cái này là nằm ở ngoài đê đi vô đúng không? Không, sắp giữa nha bạn. À, sắp giữa. Rồi, đợi chị chút xíu nha. Đây, chị thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho em đó. Chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi, không có gì. Rồi, xin mời. Ở những gia đình này á, là ở ngoài lớp giữa ngoài kia đó các bạn ơi, phải lội bộ vô tới đây để nhận. Mấy chị em không có đi ra được. Có cái hẻm ở ngoài đây nè. Rồi họ đi vô họ nhận. Dạ, chứ không có tới nhà được. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha. Về cẩn thận nha. Ông nổi không? Nổi. Giỏi quá. Rồi, mình đi thôi. Rồi con mời người đầu tiên ạ. À. Mời cô ạ. À. Nắng quá. Con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi tặng cô phần quà, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ không có gì đâu cô ơi. Dạ rồi mời ông Út. Từ từ giùm con nha cô. Dạ mời ông lại đây ạ. À. Con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa ở Mỹ gửi cho ông phần quà nha, có gạo, trứng với lại thịt, chúc nhiều sức khỏe nha ông. Yeah, dạ không có gì. Dạ được rồi ạ. À. Rồi phần quà của cô cũng giống như vậy luôn, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Bà Nam, còn bé này thì sao? Bé vô nhà đó, vô nhà. Dạ, quà của bà nè, bà chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Anh tặng bê giùm bà bao gạo. Dạ, không có gì đâu ơi. Bà cầm này đi, anh tặng bê bà gạo. Trời ơi, cảm ơn. Dạ, không có gì đâu.
cẩn thận nha ba. Còn ở đâu nữa không ạ? Gia đình em ở đâu? À rồi. Anh Tấn ơi, anh Tấn ơi. Phiếu kìa. Nếm hả? Nếm bằng cái này phải không? Nó mới nhận rồi mà. Có phải nè. Còn dư không cho trời. Bà ở phòng nhà cô em kìa. Sao anh? Con bà bán mặn, bán tô luôn. Cái này là cái cũ hồi đó tao giờ trời. Vậy là không được. Đâu phải cho cái này đâu. Vậy là không được. Để mai mốt cho bà đi. Không cảm giùm chị nha, phiếu cũ nha. Tại chị sợ không đủ cho mọi người có phiếu á, không cảm giùm nha. Dạ. Rõ tranh thủ đi quẩn. Cái đâu nó không chơi anh. Dạ con xin mời ạ. 11 có thằng khác đi. Dạ con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi tặng cô phần quà có gạo, trứng với lại thịt, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô gửi lời cảm ơn giùm con với nha cô. Dạ, cô nói lời cảm ơn giùm con với ạ. Dạ rồi, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Nghĩa Mỹ gửi tặng cho ông phần quà là có gạo, trứng với lại thịt nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Ông có vâng được không? Được. Rồi, hôm nay vui rồi ha, có quà. Dạ. Dạ. Chào ông. Cô. Dạ, không có gì. Con mời ông ạ, lại đây với con nha. Dạ. Con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho ông phần quà có gạo, thịt với lại trứng nha. À, cảm ơn. Dạ, không có gì đâu, chúc nhiều sức khỏe. Dạ, ông lấy đi ông. Ông lấy đi ông. Dạ. Rồi, ông cầm được không? Ông còn khỏe mà. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Rồi, chào ông. Dạ. Rồi. Dạ, chào gia đình nha. Dạ, em thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho chị phần quà trị giá là 319.000. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ ha. Rồi, xin chào. Dạ, chào cô nha. Đây, con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa gửi tặng cô phần quà nha. Có gạo, thịt với trứng, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Mùa này chắc khó khăn lắm cô ha. Có quà chắc vui lắm đây. Dạ rồi. Cô luôn không cô? Rồi, con xin mời ạ. Dạ, xin mời ạ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho gia đình cô phần quà nha. Có gạo, thịt với trứng, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mấy cô hết nha. Rồi, không có gì đâu. Bê nổi không à? Được. Cảm ơn mấy cô. Dạ, không có gì đâu. Dạ, xin chào ạ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ tặng cho cô cái phần quà nha. Có gạo, thịt với lại trứng. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe ạ. Rồi, xin chào nha. Dạ. Rồi, con mời bà. Dạ. Con thay mặt cho anh Nghĩa tặng cho bà phần quà nha. Có thịt trứng với lại gạo, chúc gia đình bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô với chú hết, chú bảy được, cảm ơn. Dạ rồi, không có gì. Bà bưng này đi. Bà bưng này đi con, bưng này cho. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn nữa. Dạ.
Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa tặng cho bà cái phần quà nha, có thịt, trứng với lại gạo nữa cho gia đình bà một bữa ăn ngon nha bà. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Bà vô nhà đi, bà vô nhà đi con bưng cho. Rồi, con để đây nha. Dạ. Dạ, từng người đi ạ, từng người đi ạ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa gửi tặng cho gia đình cô một phần quà nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe trong mùa dịch. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ rồi, xin mời người tiếp theo. Dạ, xin mời ạ. Ừ. Dạ, con thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho gia đình cô cái phần quà trị giá là 319.000 đồng. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Rồi, bưng vô đi ạ, bưng vô đi ạ, con để đây cho. Dạ rồi. Dạ. Dạ, thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho gia đình cô một phần quà nha. Và bao gồm có gạo, trứng với lại thịt. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, không có gì đâu chị. Chị bưng được không chị? Dạ, được. Mới có em bé hả? Dạ, được. Được không chị? Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, xin mời anh nè. Dạ rồi, hôm nay em đến ấp Hạnh Hưng nha, thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho anh phần quà là có gạo nè, thịt với lại trứng trị giá là 319.000 đồng nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị. Dạ, nhiều, không có gì đâu ạ, xin mời nhận ạ. Dạ, bưng hết luôn cho nó dễ à. Dạ rồi, cẩn thận nha. Dạ, xin chào. Ôi, từ từ chị Bà, cẩn thận. Rồi con mời chú ra đây với con nha chú. Dạ, con chú cầm chú bọc trứng giùm con nha. Con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa gửi cho chú nhìn con đi ạ. À. Có gạo nè, trứng với lại thịt, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chú nói cảm ơn là được rồi. chú nói cảm ơn là được rồi. Dạ, dạ rồi chú vâng vô đi. Lần đầu tiên chú gặp tụi con đúng không? Thôi kệ, không sao, chú hiền quá hả? Mới gặp lần đầu tiên không biết. Cô đúng phải không cô? Rồi, cô đứng đó đợi con tí xíu nha. Hôm nay có gạo nè, rồi mì, ủa gì, trừ thịt với lại trứng, cô có vui không? Vui mà, vậy dạ. Chỉ vì dịch bệnh này đâu có mặn gì được đâu. Dạ. Mấy cô cho này rất mừng. Dạ. À, cô xuống cảm đây nhận nha. Dạ rồi, à, hôm nay là con có gạo nè. Dạ. Thịt với lại trứng nha, trị giá là 319 ngàn của Mạnh Thường Quân là anh Nghĩa ở Mỹ gửi cho cô. Dạ, không có gì hết ạ. Xin mời cô nhận nha. Dạ. Dịch bệnh này cũng đâu có mặn gì được đâu, cho này là mừng lắm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cô vẫn được không cô? Được. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, không có gì. Dạ. Cẩn thận cái đường này nó trơn. Hậu này đúng không ạ? À, bên đây. Rồi, chào em nha. Rồi, hôm nay chị có phần quà nè, gạo với lại thịt với lại trứng của anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho gia đình em nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, nè, em nhận đi, em nói cảm ơn là được rồi. Giỏi rồi, bưng cẩn thận coi chừng đó nha. Rồi, xách cái bao gạo có cái quai nè, em xách đi. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Xin chào. Ở đâu nữa ạ? Rồi, xin mời gia đình nha. À, rồi rồi. Rồi, đợi chút xíu nha. Dạ, tụi em có cái phần quà thay mặt cho anh Nghĩa ở Mỹ gửi tặng cho gia đình anh nha. Có gạo nè, trứng với lại thịt trị giá là 319 ngàn đồng. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì đâu ạ. À. Đây, đây là bọc thịt 1kg. Dạ, rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, đây, xin mời anh nhận nha. Rồi, cẩn thận nha. Dạ, xin chào ạ. À. Còn một phần nữa. Cẩn thận nha, trơn luôn á. Con chào cô. Ở đây đi anh tặng.
Dạ xin mời gia đình nha, kéo khẩu trang lên giùm con ạ. Rồi, coi chừng. Được. Nhanh chóng lên giùm con nha. Dạ. Cẩn thận cô ơi. Dạ hôm nay con thay mặt cho anh Nghĩa Mỹ gửi tặng cô phần quà có gạo thịt với trứng nha. Dạ không có gì đâu cô ơi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, chào cô ạ. Dạ, chào cô. Dạ rồi, à, chị Ba ơi, Ngân ơi, anh Tặng ơi. Dạ. Dạ, mời anh Tặng nha. Dạ, thì hôm nay nhóm phụ nữ miền Tây thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Nghĩa ở Mỹ, hỗ trợ cho bà con ở ấp Hạnh Hưng 50 phần quà rất là thiết thực trong mùa dịch này luôn. À, xin chân thành cảm ơn anh nhiều lắm nha. Chúc cho anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và thành công anh nha. Thì ở đây là đại diện có anh Tặng là trưởng ấp của ấp Hạnh Hưng, và có đôi lời muốn gửi đến anh Nghĩa nha. Dạ, em xin mời anh Tặng nha. Dạ, thay mặt cho đại diện ấp Hạnh Hưng cảm ơn anh Nghĩa dạ. Quan tâm hỗ trợ bà con mình trong mùa dịch. Dạ. Bà con cũng rất là vui mừng thì qua đây cho gửi lời chúc sức khỏe anh và gia đình, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, chào anh, chào các bạn nha.